Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có một thời gian và sẽ có những thông tin mới khi xem video của em. Và như ta đề hôm nay tất anh là một chiếc video để chia sẻ giao lưu bác về cái vấn đề là cái tiêu trồng trên cây trụ sống thì để bao nhiêu cao bao nhiêu mét thì nó hợp lý và cho kinh tế nó hiệu quả các bác. Nói chung video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng là kỹ thuật và cách chăm sóc của từng nhà vườn nữa. Cứ chia sẻ lên thôi các bác. Cái gì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Vào chủ đề chính luôn, về cái tiêu trồng trên cây trụ sống để cao bao nhiêu mét thì còn phụ thuộc vào cũng khá là nhiều yếu tố các bác. Trước tiên là về cái yếu tố là chúng ta trồng có dày hay không các bác. Đây, quan trọng nhất là chúng ta trồng với cái khoảng cách cây trụ với trụ nó bao nhiêu mét này. Ví dụ mà trụ nói chung là khoảng cách hai trụ cách nhau càng xa thì chúng ta để nó được càng cao mắc, vì lúc đấy thì chúng ta sẽ để được cao, lúc đấy thì cái cây nó cũng sẽ có cái khoảng cách để có ánh sáng nhất định nhá, bởi vì cây trụ sống mà, cây trụ sống thì thường là sẽ có cành có lá, nói chung là nó rậm rạp hơn là trụ bê tông mắc. Cành lá rất là rậm rạp cho nên nếu mà chúng ta trồng với khoảng cách nó thừa thì chúng ta mới để được cao thôi các bác. Còn mà chúng ta trồng với dày, trồng với khoảng cách khoảng 2m rưỡi đến 3m thì chúng ta sẽ để thấp hơn các bác. Nói chung là cao hay thấp là do chúng ta trồng dày hay thừa. Chứ mà chúng ta đã trồng dày mà còn để cao nữa thì thực sự nó rất là rậm rạp bác. Đã để cao, đã để trồng dày mà còn để cao nữa thì nó rất là sát nhau bác. Sát nhau thì mà nó chăm sóc nó khó hơn, cắt tỉa cành cũng như là đặc biệt là cái công việc cho nó ra bông nó cũng khó hơn, bởi vì là nó rậm rạp quá bác, khó cắt nước rồi khó làm cho nó ra bông bác. Rồi, nói chung quan trọng nhất là cái khoảng cách chúng ta trồng. Trồng càng thưa thì chúng ta để càng cao, còn mà chúng ta trồng mà dày thì chúng ta sẽ để thấp hơn. Còn bình thường thì theo kinh nghiệm của em thì trồng thì chúng ta cũng không nên để cao quá bác. Cao quá bởi vì cây trụ sống mà, cây trụ sống mà nhiều lúc cây nó bị sâu đục hay là bị chết thì nó hay bị gãy trụ bác. Gặp mưa, gặp thời tiết, gió bất lợi nó bị gãy trụ thì nếu mà trồng cao quá dựng lên rất là vất vả. Và thứ hai nữa là để cao quá thì chúng ta đi rong tỉa cành cây trụ sống nó cũng vất vả đấy các bác. Nói chung kia độ cao của cây tiêu trên cây trụ sống thì em tầm khoảng cao nhất em để 6m thôi bác. 6m thôi. Chứ mà để cao quá thì thực sự thì càng cao thì càng nhiều quả thôi. Bởi vì nó thêm mà, thêm 1m, 2m thì đây là thêm 1m, 2m quả, nhưng mà cái công chúng ta chăm sóc cũng bù lại thôi các bác. Bù lại thôi, chứ mà để cao thì thêm được ít quả nhưng mà lại mất công chăm sóc, lại là cao thì nó không leo trèo nguy hiểm các bác. Cho nên là 6m độ lại là vừa các bác. Chứ mà để khoảng 7-8m thấy các bác ở vùng Đông Nam Bộ trồng trên cây gòn ấy, để rất là cao luôn. Để cao thì nó nhiều quả hơn nhưng mà chăm sóc lại khó hơn các bác. Đây là những cái cây nó bị thịt, chắc chắn là phải có chết đó bác, cây chân chay trụ sống mà chết thì nó bị gãy đổ rồi là chúng ta khắc phục rất là mệt, chưa kể là cái khâu thu hoạch, chúng ta để cao quá thì thu hoạch cũng khó bác, leo lên leo xuống mất cả buổi trời. Đấy là về cái phần hái cũng như là công chăm sóc. Còn về cái khoảng cách thì khi nào luôn, trồng càng thưa thì để càng cao, còn trồng dài thì chắc chắn là phải để thấp thôi, vì trồng dài mà chúng ta để cao nó thì nó dợp bắc, thiếu ánh sáng. Năm sáu mét là đẹp mà, nói chung là 6m độ lại thôi, chứ mà để cao quá là mệt đấy, phun thuốc sâu thuốc đổ nữa. Nói chung thêm được ít quả mà chăm sóc nó cực hơn quá. Ok, như vậy là video chia sẻ giao lưu bác về cái vấn đề cũng như câu hỏi cây tiêu trồng trên cây trụ sống để cao bao nhiêu mét của em này cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.